Xin chào các bạn, mời các bạn đến với thương hiệu đèn sưởi nhà tắm Han. Như các bạn đã biết, bệnh đường hô hấp của trẻ nhỏ luôn là vấn đề lo lắng của các ông bố bà mẹ. Vì vậy, trong mùa đông này, hãy lựa chọn đèn sưởi nhà tắm Hygiene cao cấp Apino 20. Apino 20 đẩy lùi các bệnh đường hô hấp của trẻ nhỏ trong mùa đông. Và ngay bây giờ, chúng ta cùng tìm hiểu về chiếc đèn sưởi nhà tắm này nhé. Đèn sưởi nhà tắm này thì chỉ sử dụng một bóng dạng ống thôi, và đó là bóng hồng ngoại với công suất lên tới 2000W. Vỏ thì sẽ được làm bằng thủy tinh cứng chịu lực. Để sử dụng chiếc đèn này thì rất là đơn giản, các bạn chỉ cần bật công tắc ở phía bên hông đèn, sau đó sử dụng điều khiển. Sử dụng điều khiển ở đây thì sẽ có nút on và nút off, và các bạn có thể điều chỉnh chiếc đèn này với công suất là từ 500W cho đến 2000W với 6 chế độ của đèn. Đặc biệt hơn, đèn này cũng có thể có chế độ xoay đến 180 độ. Ngoài việc sử dụng điều khiển thì các bạn cũng có thể sử dụng một chiếc smartphone như thế này để chúng ta điều chỉnh về chiếc đèn sưởi. Và ngay bây giờ thì hãy cùng xem cách chúng ta sử dụng đèn sưởi này như thế nào nhé. Đầu tiên là bật công tắc ở phía hông đèn. Tiếp theo sử dụng nút on để bật đèn. Chúng ta có thể sử dụng mũi tên lên và xuống để điều chỉnh chế độ của đèn với công suất tối đa là lên tới 2000W. Và cuối cùng các bạn chỉ cần bấm nút on cũng như là tắt công tắc ở phía bên hông đèn này đi để tắt đèn thôi. Với đèn Apino 20 thì có chế độ bảo hành rất là dài, lên tới 5 năm. Và hiện nay đèn Hygiene Apino 20 có giá bán lẻ là 4.200.000 đồng. Bảo vệ sức khỏe của trẻ nhỏ luôn là vấn đề mà các ông bố bà mẹ cần quan tâm, đặc biệt là trong mùa đông. Vì vậy đừng quên lựa chọn đèn Hygiene Apino 20 này cho mùa đông này các bạn nhé.